mấy cây bắp này mình phi á, dễ cỏ đi, xong đó mình tém cái gốc lại, tại vì trước đó mình đã bỏ phân rồi. Rồi từ đây á cho tới lúc mới ra cờ luôn á là yên tâm, là nghề nông rồi chứ cực lắm chứ, cũng không có bao nhiêu đồng, là mình cực ở 140 là tháng mấy mới có trái, bán được nhiêu đồng đâu. Nông dân là cực khổ nhất. Mới làm mấy cái mà thấy mệt mệt á, cái này hồi nhỏ làm chứ sao lại lớn đâu có làm nữa, lúc đi học là không có làm nữa. Làm này nhìn vậy chứ mệt lắm, chứ phải giỡn đâu, cứ khôn khôn cuối cuối hồi này mới sáng sớm tinh thương vậy, mình tranh thủ mình làm cho để tới trưa nắng chịu gì nổi. Mẹ sẽ đi xe sang để mình lập đất luôn. Ê phải sao mình lập không? Ủa anh Giang. Trời ơi. Nãy trời giờ em vô, em lo em ngó trong nhà anh không à. Sao mặc đồ đẹp dữ vậy? Ủa thì anh mời em xuống đây chơi thì phải mặc đồ đẹp chứ trời. Xuống đây làm chứ chơi gì nhà nông mà chơi. Thì bây giờ muốn em làm thì em tháo cái áo ra thôi thì em làm thôi. Ủa mà anh đang làm gì vậy? À, tém gốc bắp. Thì nó lớn rồi mình bỏ phân xong mình tém. Em nhớ đợt trước là em xuống đây là những gốc bắp này nó chưa có lớn nhiều đúng không? Lúc đó chưa có trồng luôn chứ. Trời đất ơi hèn chi. Hay bắp này nhanh mà, bắp này có tháng mấy là. Bây giờ còn em làm liền luôn không? Không có. Anh làm nốt cái gốc này luôn là vô. Rồi bây giờ là anh, à em tưởng là anh làm hết chương trình này luôn chứ. Đâu có. Là sáng nào cũng thức sớm rồi làm vậy ha. Mỗi ngày công chuyện. Trời ơi dễ thương quá. Rồi đi. Dạ. Vô làm chuyện khác. Này là dư gan nè. Trời ơi dư gan, rồi còn gì nữa không anh? Đủ thứ gì đó, bắp dư gan, bên kia là khoai lang. Có dưa hấu không? Có dưa hấu rồi dưa leo. Là nguyên cái khu này luôn. Ừ. Là anh trồng hết nguyên khu luôn, bên kia là thanh long đúng không? Thanh long của người ta. Trồng cái này mình mướn công nữa chứ mình làm sao nổi. Dạ. Vì bình thường là anh vào Hồ Chí Minh mà anh đi show là ở đây sẽ có người chăm. Đúng rồi. Còn rảnh thì anh về đây anh chăm phụ. Dạ. Trời ơi, biết mà về đây mà có làm vườn là em mặc áo bà ba đồ các kiểu rồi. Ừ, sao mặc áo bà ba đồ. Vô cái bản đi, anh cắt cái cuốc ấy. Vô đây anh. Ừ. Anh Giang vào trong đó lấy đồ rồi tranh thủ à mọi người nha. Chúc chào mọi người. Đây là các bạn check in để lưu là kỷ niệm. À. Muốn đợi về sao? Check in cái quê của em đúng không? Hàng quê xa. Đâu? Quê em ở An Giang. Rồi tìm An Giang đi. Để anh mở ra cho dễ lấy nè. Trời ơi là trời. Cái này là tự nhiên cái bị mình bị lòi cái ngu mình ra. Ai đâu mà ký ngược ngạo vậy ta? Ừ đó phát hiện rồi đó. À Ricky Star. Đúng rồi. Trời thằng quỷ này. An Giang, à có thể là khu vực trên đây. Tại tỉnh biên này nọ cũng có biên giới. Đó. À đúng rồi, trời ơi. Rồi qua đây. Đúng rồi. Rồi, để vô lại. Chết ngược rồi. Nữa hả? Có bị ngược rồi nè. Không, cái này mình bôi được mà. Không có. Lưu dấu muôn đời. Có cục gơm bôi được mà giết chị mà anh. Lúc kịch mi. Đứng lên nào. Anh vào chụp với em đi. Không, chụp khách mời riêng à. Lát lại là từng khách mời phải chụp với anh. Không, khách mời là mình chụp riêng. Là có chụp với anh đúng không? Có. Ừ, chụp với anh em mới chịu. Rồi, tạm này đi. Rồi, ra phía sau. Anh nhớ là người ta phải... Không phải. Không, này là hiện đại nè. Nó phải có nhiệm, nó phải kẹp nắp. Hả, bậy bạ. Thiệt. Qua đây. Ồ. Đây là những nhân vật đã từng tham gia chương trình này. Dạ rồi. Thật ra thì em cũng đã thấy mấy anh chị với các bạn đã check-in ở trên Facebook rồi. Đúng rồi, đây. Dạ. Xem màu vàng đi. Trời ơi, phong thủy nữa dạ, ha. Dạ, mà phong thủy của em. Màu vàng, có màu vàng yellow. Em là sống phong thủy và sống lịch âm không à? Để coi. Mình sánh đôi với ai đi ta? Bu đi. Bu đâu ta? Buka hả? Có Buka chứ. Buka thì đó, em đang kiếm Buka nè. Buka đâu ta? Cái đợt này Buka có make up không? Có, trời bên cấp kỹ lắm. Vậy có mấy cấp mới nhận ra nhau, mấy cấp không nhận ra. Dễ sợ. Ủa chết cha sao chú tiêu. Không thấy, không thấy nha. Ừ, hay là bị Duy Khánh lén lén dục hình. Đây. Đúng rồi. À đây. Đó. Đúng rồi. Nguyên hệ thống Buka luôn đó. Ok. Rồi. Xong, quá đẹp. Làm việc khách tiếp theo ha. Ăn sáng chưa? Dạ em ăn rồi.
tôi cố tình tôi chờ nó tới để ăn sáng chung với tôi. Ủa? Rồi em ăn sáng cho em đó, lại mang ủn mì với miếng trứng là xong rồi đó. Cha người ta ăn độ gì nữa? Chứ giờ thôi, em vẫn có thể ăn được, em vẫn có thể ăn được, ăn được ha, vẫn đang ăn được. Nhưng mà tính ra em thấy là mấy cây đây mau lớn quá anh. Chứ sao? Mình chăm kỹ mà. Do đất này kia nọ các kiểu rồi mình chăm sóc cũng kỹ. Đợt trước em xuống đây cái cây còn nhỏ xíu rồi, giờ nó bự quá trời. Mà anh hay ghê á, anh xây cái khu này xong xuôi á, cứ nghĩ là một cái nơi mình nghỉ dưỡng, mà không ngờ làm được chương trình luôn. Trời ơi trời, xích sắt tận dụng của nhà. Đúng rồi. Đỡ tốn tiền bối cảnh. Có tiền bối cảnh không quan trọng, quan trọng à. Mình chủ có động được. Đúng rồi, mình chủ động, mình có lịch ngày nào mình qua ngày đó. Dạ. Chứ còn mướn thuê nó mệt lắm. Vợ Tuấn Phát là nó phát hiện ra âm mưu của anh rồi. Thì em nói rồi, cái chương trình này anh bày ra là để chủ yếu tụ tập anh nhậu. Đúng rồi, đàn đúng nhậu. Ý là cho anh em có những ngày mà nó thôi đi. Trời ơi, thư giãn bên nhau. Ý nó nói là về nhậu quá. Đúng rồi, đúng rồi. Vợ Tuấn Phát mê nhậu lắm. Đặc biệt là khoảng thời gian này. Đây, vô đi kiếm gì ăn. Mì Hảo Hảo Kim Chi. Mì Hảo Hảo Kim Chi hân hạnh tài trợ chương trình này. Để cái ba lô này lát anh check in sau. Dạ. Cái mì Hảo Hảo này mới hả ta? Anh sẽ làm cho em một tô gọi là mì Hảo Hảo bò áp chảo. Nó vô dần không? Việc đầu tiên là mình sẽ nấu một nồi nước sôi. Đây. Wow. Nồi này nồi khè ha. Khè nấu dữ nhanh lắm. Dạ. Vậy em đổ mì ra nha. Đúng rồi, đổ mì, đổ ấy vô đi. Anh áp chảo qua là xong. Giờ tiện quá nè, làm cái mối xé. Trời, ta làm một xưa động ơi. Sương đâu thấy đâu, đâu để ý đâu. Nè, đây còn đánh dấu là chỗ mở luôn nè. Lâu rồi. Không, mà Sương không có. Sáng giờ anh cứ thật là rất là đói luôn á. Thấy thương quá à. Anh hành được không cưng? Dạ được. Nói được không cưng? Được luôn à. Trời ơi, phải nha. Đập khúc kìa, khách đập khắp. Hiểu nhanh quá ha. Mà sao có mình em vậy? Có mình em thôi, bữa nay có mình em thôi. Ủa vậy luôn hả? Ừ. Thường mấy cái áp chảo này là nhiệt độ nó đủ nóng là vừa đúng không anh? Đúng rồi. Anh có cần một cái gia vị gì thêm nữa không? Để em không, lấy thêm. Anh đã sẵn sàng hết rồi. Dạ. Tét nách. Anh ăn mấy trái ớt? Anh ăn 3 bốn trái gì đó, để nách. Giờ mình bưng qua nhà gỗ mình ăn. Như một chương trình ẩm thực. Let's go. Let's go. Cảm ơn Hảo đồng hành cùng với chương trình. Thank you very much. Go. Go. Đầu tiên là em sẽ húp nước dùng trước. Wow, đúng là hảo hảo vị kim chi Hàn Quốc. Dạ đi, qua quảng cáo đi quen. Có đem bộ đồ nào mà xấu không, cũ không? Có, em đem 3-4 bộ. Làm lăn xả mà đúng không? Trời ơi, sao không chơi được hết á. Bữa Thiên Ngân xuống đây bị trâu dưới dưới. Dưa à, thiệt mà. Là cho chơi hay là cho thiệt? Bị cho luôn. Bị cho thiệt chứ. Nếu mà nói về vấn đề bị cho thú thì em có kinh nghiệm cho thú hết lần. Ừ. Hồi xưa em đi vô Thác Mai á à, tắm á. Trong Mai. Lúc mà em còn làm trong giam TV á, là trong Thác Mai em bị cát ở dưới á, nó lúng xuống rồi trâu đi luôn. Thế mọi người là phải đi xuống gần gần ở dưới đó, đưa cái tay ra vớt em vô. Mà em ngồi đây ăn với anh thôi. Ghê. Ủa trên TV là của ai? Của tụi em. Là nhóm tụi em mà sinh viên lúc mà còn học trong trường FPT á. Ý là bây giờ là của ai? Đâu có ai đâu. Nghĩ rồi hả? Dạ, tụi em đóng luôn. Ờ. Ủa vậy? Là, không, ý là lúc đó là tụi em là sinh viên á, thích quay này kia nọ các kiểu chơi cho vui thôi. Rồi sau này là mấy anh chị cũng đi làm và không phải ai cũng theo con đường làm nghệ thuật. Thì trong nhóm nó chỉ có em, anh Lê Nhân và bạn Xuân Tiến nhỏ nhỏ lùng lùng. À, Xuân Tiến. Chị Thư Lê. Ừ. Thì chỉ có 3-4 người là đi theo hoạt động nghệ thuật thôi. Còn các anh chị còn lại làm về sản xuất, về thiết kế cho các công ty khác rồi. Nhưng ở kênh ấy mình đóng mới ủng quá vậy? Ờ, đóng lại. Tại vì khi mà mình làm lại á, mà mình gom anh chị không đủ á, mình làm không đúng chất giam gì á. Hai trái ớt. Em để 3-4 trái trong đó rồi đó. Anh ăn cay dữ lắm. Cái ớt này phải cái ớt hồi nãy em để vô hả? Không, cây khác nữa. Này là ớt xanh. Cây này cây nhất ở đây. Ôi. Nhưng mà bữa nay có mình em thì thiệt luôn hả? Thiệt mà. Bây giờ không bán luôn ha. Hôm nay anh với em sẽ dung bắp. Dung bắp xong sau đó đi thu hoạch trái cây. Trái cây đâu? Dừa. À đây nè. Nhiều không? Bí. Đu đủ nhiều không? Đu đủ còn tanh lè mà thu hoạch cái gì? Trời ơi. Trái chanh nó mới ngon không? Là ăn gỏi. Ăn gỏi nè, nấu canh nè, sống. Xào nè. À đủ sống. Sống nè. Mấy em ăn sáng hết chưa? Trời ơi trời, thân hàm hải vị luôn kìa. Đúng hả?
Em hỏi anh Dừng cầm máy cận em mà. Ăn sáng chưa? Ăn rồi hả? Trời ơi, ngon lành luôn. Rồi món gì luôn? Món gì ạ? Bò kho bánh mì. Trời ơi, là mình ăn ở trong đây luôn hay là ở đâu ạ? Ngoài. Nhà hàng này ngoài chứ. Ủa, nhà vậy hàng đây luôn hả? Là chương trình lo hay là mình tự túc ạ? Chương trình lo. Sướng dữ vậy trời. Ngộ vậy? Anh Trường Giang sáng ăn mì gói. Còn ekip quay phim mà chương trình lo ăn nhà hàng, bò kho bánh mì đồ. Dữ dàng. Không mà kể cho mấy anh ăn sớm rồi ha. Ừ. Chứ giờ mà mỗi anh mà đói mà ngồi mình ăn vậy là ác lắm á. Mấy anh ok á, chuẩn bị đi ngủ vậy á. Rồi sau là mình tự quay đúng không? Đâu, sẽ mình trong máy ngủ rồi. Ủa, ngủ luôn hả? Về đi chơi phải có giấc ngủ trưa chứ. Không, nghĩ là làm cả ngày rồi tối nó ngủ chứ. Bậy bạ. Thường ngủ 2 tiếng. Khoa học, hợp lý. Anh em chúng tôi đã ăn 2 tô mì gói hảo hảo và bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị cuốc sẻn quần áo để bước ra làm cỏ. Tại vì mướn một người làm cái bắp này cũng phải 4-5 xị. Thì thôi anh em hỗ trợ nhau giúp giùm. Vậy em nào mà anh còn có xây thêm nhà hay gì thế này đó, anh kêu đem tụi em xuống em xe tiếp. Thôi trộn hồ đồ rồi bậy nóc đó, lên đó. Cái đó không biết làm sạch nhà ta. Thì ví dụ mà làm mấy cái này có ai biết làm đâu. Đâu vậy cỏ dễ mà cứ đưa xuống rạc là sao. Thì đó thì cũng để cho măng để gạch vô sao. Không được rồi chết luôn. Thì nói chứ không biết làm mà để vô cái là đứt cái cây bắp luôn á. Đứt tay không? Không, ở dưới chân mình sao đứt tay? À đứt chân hả? Ý hồi xưa ở dưới quen khổ không? Dạ, khổ. Nhưng mà miền Tây vẫn đỡ hơn miền Trung. Miền Tây đỡ hơn, với lại ngày em ở thành phố. Trời ơi. Em ngày xưa kiểu sáng sớm sáng đi học á, thức dậy luôn đi dọn sạp với mẹ, mẹ mang quần áo. Trời ơi, đã hồi xưa mà còn kinh doanh nữa. Đã có đồng ra đồng vô, không đói. Chứ anh hồi xưa là đói. Năm 2000 mà anh không có xe đạp để đi luôn, biết rồi. Anh đi học 12 năm ghé nhà trường là không biết ăn sáng là gì á. Không ăn sáng luôn. Tiền đâu ăn sáng. Sáng dậy có cơm nguội thì ăn, còn không có thôi. Như tính ra là hồi xưa em sáng em ăn bánh mì, em chấm cà phê, ly cà phê của mẹ hát cũng sang rồi đó. Trời, cà phê sữa đúng không? Không, mẹ em muốn mua ly cà phê để mà cúng ông địa. À. Rồi mẹ em mua ổ bánh mì ở đó, chấm ổ bánh mì có 500 đúng 500 rồi, mà. Đúng rồi. Xé ra chấm vô cái cà phê đó ăn á. Đúng rồi. Thôi bây giờ mình sẽ check in phòng ha. Dạ. Vậy là các bạn em vô em thay đồ ha. Ừ, thay đồ cho nó gọn gọn. Đúng rồi, em vô check in phòng đi. Dạ. Cái phòng ở giữa. Tối nay á anh với em sẽ ngủ chung phòng đó luôn cho nó vui, tâm sự anh em luôn. À đó ha. Bình thường là anh ngủ phòng bên kia là phòng của anh. Dạ. Nhưng mà tối nay anh với em tại vì có mình em sợ đơn độc buồn, anh sẽ ngủ chung với em luôn. À. Rồi. Sẵn sàng hết rồi. Dạ sẵn sàng. Rồi em qua đi, anh xuống bếp anh dọn mấy cái này. Cảm ơn Giang nha. Buổi sáng rất ngon. Thank you very much. Tính ra là chương trình là camera ở khắp mọi nơi luôn á mọi người. Có thể là bắt từng khoảnh khắc nhỏ nhất của anh Giang với lại tất cả những khách mời tham gia chương trình này của ảnh. Em thay đồ xong rồi anh Giang ơi. Trời đất ơi. Được không? Hơi đẹp nha. Vô mà kiếm một cái áo khoác dài dài của anh là giống giống rồi đó. Ngồi đây đi để anh vô anh kiếm cái áo khoác cho. Rồi bây giờ mình phải câu giờ nè. Từ đầu chương trình tới giờ là Lập chưa gửi là chào khán giả. Thì bây giờ lời nói không biết lần thứ mấy xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Nhà Trạch Nha. Thấy không, không phải là chương trình của mình nên hơi bị lắp ráp chút xíu. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhà Trọ Destiny của anh Trường Giang. Và khách mời ngày hôm nay đó chính là Quỳnh Lập. Và anh nói với Lập biết là ngày hôm nay là chỉ có mình Lập thôi, là bởi vì những số trước là có rất là nhiều anh chị khác. Tuy nhiên ngày hôm nay là một số đặc biệt là có mình à. Dạ, cảm ơn anh. Để đen. Hợp lý. Đi anh man, tôi cầm cơn. Sau khi ăn sáng xong, anh em tôi quyết định trở lại với vườn bắp để làm thêm một số gốc bắp nữa. Làm tới đây rồi nè. Là mình sẽ cào đất cho nó tập trung vào cái gốc đó anh. Đúng vậy. À. Bỏ cỏ đi. À giống vậy. Xong rồi gom đất vô. Tém chỗ gốc nó dựng lại. Cái gì vậy? Nè, tém đất cho nó dựng. Phải vậy. Hả? Trời đất ơi. Ôi ôi. Trời đất ơi. Ôi ôi. Trời đất ơi. Ôi ôi. Nó bay cho cố. Thần không? Lại cành nó giàu lắm.
mà sáng giờ bay hơi bị nhiều luôn á. À, nó mua một chục con flycam mà. Kiểu mà tuổi thọ một con flycam đã bay được bao nhiêu lần mà bay dữ thần ôn vậy? Nói chung nó cũng đang không, qua cái cú này là sợ rồi, tại đến cuối ngày không dám bay nữa đâu. Đặt bay cho cố vô. Giờ mình thi không? Thi gì? Ai làm gãy nhiều cái cây bắp nhất? Thôi lại. Đầu lao. Thì như vậy thì em mới có cơ hội thắng thôi. Bài. Là ví dụ mà mình làm cái này nè, là bao lâu mình sẽ làm một lần cho một cây bắp anh? Khi đối tượng lên vậy là mình làm một lần một thôi. À, là mình làm vậy là coi như xong rồi đó ha. Mình bỏ phân rồi cái mình làm. Rồi mình chờ tới lúc nó trổ cờ thôi. Một cây bắp vậy là khoảng bao lâu nó có trái bắp anh? Tùy loại, bắp Mỹ khác, bắp nếp khác. 45 ngày, 75 ngày, tùy loại. Em là hơi bị thích ăn bắp luôn á. Anh cũng vậy. Vô nhà hàng hay là ăn lẩu gì đó là em hay kêu mấy cái khứa bắp á. Đúng rồi. Quăng vô. Tại cái bắp thực ra mà khi mà mình để vô mình nấu nó ngọt lắm. Đúng rồi. Mà em đặc biệt là em thích ăn bắp ta nha. Bắp nếp đó. Ờ, không có bắp Mỹ. Anh cũng vậy. Coi như là được buổi tập gym nha mọi người ơi. Đúng vậy. Cái ngày bắp này có trái anh sẽ gửi tới tận nhà cho em luôn. Dạ, cảm ơn anh. Anh canh canh giùm em mấy cái trái mà nãy giờ em cuốc nha. À, không việc này đúng không? Coi như là em xứng đáng với nó. Nhớ là đối diện cái đối diện cái cổng luôn. Đây mấy cây này hàng này. Mình có cần cào những cái tay luôn không anh, hay là chỉ là những khu vực không, quanh cái cây? Ở cái khu gốc thôi. Còn xung quanh kệ đó. Nè, anh đặt tả vào cái cây này giúp em. Em làm cũng điệu nghệ cũng này kia kia nọ lắm chứ bộ. Mình làm là cho hết chương trình luôn á anh. Đâu có. Ít nhất phải được người được 20 cây chứ. Nãy giờ anh được chục rồi đó. Để là cát thôi là trời tắt. Dạ đúng rồi. Bãi đâu không đợi nón vô. Bà biết con không? Mình đang phải không? Dạ trời ơi. Bác, bà biết con không? Con là ai? Con em anh Giang. Vậy sao? Em anh Giang lâu lâu xuống nhà anh chơi. À, giờ, bây giờ chịu khó làm chỗ là nó tốt à. Dạ đúng rồi. Kêu mấy thằng giống có dạy tiếp làm á hả? À, nó muốn chết rồi con ơi. Bà nói là kêu cái này tiếp làm nè. Chứ sao để hai này làm không vậy? Dạ sao? Không, thật ra người ta cũng đang làm á bác. Hả? Thôi bà vô nhà để nắng. À, chịu khó làm cỏ thôi. Dạ, đi đâu mà đi chân không mà không đội nón gì trời. Quen rồi. Dạ, thôi để con làm tiếp. Dạ. Dạ, dạ. Dạ rồi. Thượng Điền Thích Thủy, Hạ Điền Khang. Một cái nơi phong thủy quá trời. Tính ra là về đây là đầu óc được thư giãn, thư thả. Mình muốn suy nghĩ, muốn làm gì nó cũng sẽ tốt hơn. Đúng rồi. Nó bay nữa kìa làm. Nữa hả? Vô dây điện nữa giờ. Ủa, dưới đây nó có hệ thống tưới không anh? Hay là mình phải tự tưới? Chủ yếu trời mưa, còn khi nào mà không có mưa thì mình kéo dây mình tưới. Ai vậy? Vô. Ây da. Ủa? Cái gì vậy? Alo. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Em chào anh Giang, chào Lạp. Chào Giang, chào Lạp. Ủa là sao sáng sớm rồi ra làm bán phu sớm vậy? Đàn ông mà mặc áo hồng dữ. Áo bông anh ơi. Anh câu lại mình ở trong kìa. Mà hai người có vợ con nữa trơn rồi đó mà hồng vậy đó. Ủa vợ con không được hồng hay gì? Hồi sáng tới giờ nhìn đi. Từ đây qua tới bên kia có tôi với Lạch thôi đó. Ghê chưa? Ghê vậy? Mà tin được không? Ê, Duy Khương hỏi gì? Cây bắp hả? Ủa cây bắp hả? Có nghĩa là mình cũng chưa hiểu lắm hả? Không, cái cây này là cây hành. Đúng rồi. Thấy không? Cái này là lá hành. Nguyên cái củ hành nằm dưới. Ai mua hành tôi thương tôi với đó là cây này nè. Ý làm nó cây hành là hành từ sáng tới giờ. Nhầm chợ mình đâu ha? Hả? Đó, đối diện kìa. Ừ. Kìa có cái bảng rồi. Trời ơi, cái cổng dễ thương quá à. Đẹp dữ vậy. Thôi mình tạm nghỉ mình vô chút đi làm ha. Đi vô cho an ổn chút đi nè. Cái gì vậy? Cái gì? Má ơi, con về rồi. Về quê ấy hả? Ba mẹ ơi. Thằng hai đứa tao này. Thằng chó này. Ba mẹ khỏe không? Khỏe. Con có cầm quà gì cho ba mẹ nè? Quà luôn hả? Dạ. Qua đây con. Ai kêu bà bài cái này ra vậy? Trời ơi, mày hổn quá mà kêu tao bà già. Đây, giới thiệu với hai đứa. Cái đây là cái đất nước mình đang sống nè. Dạ. Giờ con sống đâu con chỉ vô đi. Quê con ở Thúc Tiền Giang này nè. Tìm đi. Tiền Giang là con Bạch Thúy Ngân là chung quê với con nè, đúng rồi nè. Đó, rồi đó là lấy ra ký đè lên luôn. Vậy thì có hỗn hào quá không? Quê ba đâu? Quê ba Trà Vinh. Rồi, ký vô Trà Vinh. Ờ, đúng rồi. Mở cửa. Rồi, này, mình có thể lấy ra được ha.
Trà Vinh ở đâu? Lấy một cái bột Vinh xem nào. Qua Long Xuyên tới Vinh Long Trà Trà Vinh, Trà Vinh chắc khúc này hay là này. Hiểu không? Có hiểu quê mình đâu không? Trà Vinh là một trong hai này thôi. Lấy này đi. Không sao đâu, không có áp lực. Trà Vinh đó. Đúng rồi. Rồi. Trời, kỹ vô. Cái gì vậy? Người ta đặt chân gà hả? Trời ơi, không phải em coi Bình Phước ở cho đâu chứ. Không sao đâu, cái này cũng gì áp lực hết trơn á. Mình không biết quê mình đâu á, là khán giả đánh giá mình thôi. Ác nghe cái miệng. Ác quá. Ủa chương trình này mình quay, mình có cho khán giả coi nữa hả? Đâu có đâu, cái này quay xong úp ở trên sóng chén á, nhập lên YouTube. Ghê, chương trình nghiệp quá. Ừ. Coi coi có bất ngờ không nha. Rồi, gắn vô. Gắn vô. Wow. Không có bị ngờ, không có bị ngờ. Nè, tại lấy ra trong tôi á, rồi muốn ký đâu ký, rồi ra hấp lên là ngược hết trơn. Cú em chuyến này đi chị ơi. Quán mặt ra cho khán giả biết mặt mình hoang mang. Chết cho em thiệt sự luôn. Không biết quên mình ở đâu. Thì có sao đâu, lấy sai cái khán giả nói mình mất gốc. Qua cái miệng rồi cái thấy khán giả khắc nghiệt quá. Bình Phước không? Rộng dữ vậy trời. Bình Phước lên Bình Phước. Sai mình làm lại có ai làm gì đâu mà. Thì đó khán giả không đánh giá mình đâu, yên tâm đừng áp lực. Hai đó học địa nhiêu điểm? Thôi đừng nói với học hành ở đây, ra trường ra trường được là mừng rồi. Bình Phước kìa. Ồ Bình Dương nhỏ Bình Phước hả ta? Ủa? Trời ơi, vì là Bình Phước quê mình bự dưới. Có một cái đơn giản để tìm Bình Phước là giáp ranh với đúng nước rồi, Bạn. Đúng rồi, giáp ranh với nước Bạn. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Rồi, để coi, coi có ngay không nha. Gắn vô đây, gắn vô. Ok, nè, cũng được. Okay. Mặc dù hơi lệch chút. Không sao, được. Đứng vô, từng người một. Vũ không anh? Không cần Vũ, tự động lắc con lên. Mời ra phía sau. Hãy tìm một cái vị trí phù hợp cho mình và găm tấm hình lên trên đó. Dễ thương dữ vậy, nhiều hình vậy. Nè, có một cái bí quyết để ghim cái này. Là mình ghim chỗ đứa nào mà vui vui là mình diễn vui. Bây giờ em không ghim kế nữa mà em ghim chồng lên cái sự nghiệp. Sự nghiệp của đứa đó, dù em thích là kiểu là đè đầu cởi cổ đúng không? Em đè lên Khánh. Thay thế đúng không? Thay thế. Kiếm đại đi, trời đất ơi. Hổn có thời gian quá ha. Có hổn không? Không không, cái chỗ đó không hổn đâu, cho này mới hổn nè. Ở trên phía nhà trọ đó. Vậy nó thấy nấy không anh? Nấy gì, nói gì á? Ghim vô để người ta vô, người ta thấy em đầu tiên. Hổn nha. Ê, lên trên đó giống như hình thờ vậy. Thôi đừng à. Xả liền, xả liền. Tôn thờ lên trên đó luôn á. Ở trên thấy ngược ngạo không? Xong chưa? Thấy nó có phong thủy không? Đóng cửa. Đẹp đó. Vô là chú ý mình trước. Người ta sao hỏi? Lâu không đâu. Mình quá. Không ai thấy luôn. Thấy luôn. Tự nhiên là thấy cái chân không mà trời. Không, cái này là cái đặc biệt mở ra mới được thấy được em. Rồi vô. Giúp đỡ lúc này. Đi. Đi thôi. Đi. À. Em có đem đồ giả gái. Con trai với nhà. Thôi đừng có làm, đừng làm vậy nha. Bé Destiny nó sợ. Cái tình duyên cạnh Khoa. Cái tình duyên. Đây em có gia đình rồi, có em nè. Em để là em cầu nguyện được nè. Anh nghĩ sao về Khả Như? Trời ơi, để cho nhỏ em tôi nó yên. Đây chúng ta sẽ tối nay á, mình sẽ ngủ đây luôn. Ở dưới có hai chỗ, ở trên có hai chỗ. Hoặc là mình sẽ dời hai chỗ ở trên, mình để xuống đây luôn để mình nằm mình tâm sự trên trời dưới đất luôn. Đúng rồi. Xin mời vô. Vậy mà hồi sáng á, anh nói là tối nay anh ngủ với em. Thì tối nay ngủ mà. Ngủ chung luôn. Cái toilet thì bằng lái được luôn á. Ok. Cái toilet thì bằng lái tàu lao. Bự ghê trời. Đi. Hồi sáng giờ là đáng lẽ là anh em mình điềm đạm á, từ tốn lắm á, tự nhiên là hai người này về thấy ồn ào náo nhiệt quá. Đáng vậy còn đem mấy cái giả gái giả đồ vô ơi. Ủa ba ơi. Ồ hay ha. Con muốn kiếm một cái tủ lạnh để con cất đồ. Thì cầm vô đó, có chị Lựu, tìm chị Lựu. Chị Lựu ơi. Em về rồi nè chị Lựu ơi. Bên kia đang làm tiểu phẩm kìa. Cho cái này vô tủ lạnh giùm em. Bên kia mình quay cái tiểu phẩm bên kia đi. Con đi học xa nhà, lâu lâu về. Khôn, mừng lắm Khôn. Sao? Đem hàng gì dưới này không có đụng. Mở tủ lạnh ra coi rồi. Ủa để gì mà mở tủ lạnh anh đem đồ ăn về hả? Chà, chứ không em đem cái gì về. Chà, em đem chân tình về, em đem tấm lòng về. Ồ cái bếp thích nha. Đừng có đi ăn vặt dụng nữa lên. Ủa? Trời ơi cái nhà kìa. Ê ớt này cay lắm nha. Công nhận. Giờ mấy đứa trẻ hoạt ngôn dễ sợ. Ê, nói gì nói à. Nói điên nó khùng à. Đi chặt dừa. Đi. 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 Mấy người này làm gì có kinh nghiệm leo dừa ngoài con. Không, dừa đây có 1 mét à. Ủa. Dừa thân dây đẹp quá vậy. Chua. Trái đẹp ghê trời. Trời ơi, chua là chua lát mà ăn dữ vậy. Trời ơi, không ăn mà tôi nứa ứa nước miếng luôn. Đây cái bù này được nè. Cái trái dừa này sao mà nó tròn ủm, nó dễ cưng dữ vậy anh? Đúng rồi, dừa này dễ thương. Ai mạnh nhất ở đây à? Đây, để cho em. Trời ơi, khỏe quá. Gái nhà mẹ khỏe quá. Gái nhà mẹ khỏe quá. Nhìn em giống chưa bắt giới cầm bồ cào quá.
tối ngủ đây đi anh. Đúng rồi đó, tối anh cho Duy Khương ra đây ngủ đi. Đây nè. Ai ngủ trong phòng thì ngủ trong phòng. Giờ mình còn một quầy chuối nữa. Có một khu này mà tham quan hoài cũng hết vậy hả? Còn bên kia nữa, đi với sau hàng rào nó giúp vui lắm. Ui, cái này là rau má đúng không? Đúng rồi, rau má, cái này là lá lốt. Dễ thương quá, tôi cảm giác không dám dặm lên luôn á. Bây giờ nè, ai mạnh nhất trong ba bạn? Dạ con. Rồi, vô đứng đây. Anh sẽ chặt cái này. Trời ơi. Chặt cái cây luôn hả? Đầy chuối ra nó một lần mà. Thôi, thôi. Để cho có cái kiển này nọ. Để nó sẽ lấy sức sống của cây này. Không chịu, không chịu. Khi cây này không chặt đi thì mấy cây này nó không lớn nổi. Mà cuộc đời nó ra có một lần ra trái vậy thôi. Thôi mệt quá, làm như là ông hiền với lá không bằng á. Cậu hiền thì còn. Cái chuối gì vậy, nó bự vậy? Đây là chuối đỏ, cây đỏ và trái đỏ luôn. Đỏ nè. Ôi là trời. Anh từ từ nghe, coi chừng bên anh khách mời là tự nhiên. Thấy không, đỏ. Từ ba mà còn hai người. Chuối đẹp lắm. Tự nhiên cái bầm xuống cái ba nó nằm luôn. Còn trái gì Quỳnh Lập nói chuyện xuôi không à? Tại vì em thấy nó nguy hiểm quá anh. Từ từ nha. Ê, đừng có cầm cái trái chuối như vậy. Cầm trong cái cuốn ở trong á. Cầm cái hầm này nè, mày ngu vậy, mày cầm đây nè. Sao á, xuống nữa. Đúng rồi, đó. Trời ơi, bốn thằng đàn ông mà hai con quầy chuối. Cậu tính thử thách tụi con đúng không? Cậu chặt hoài không được. Sao? Bú. Ngủ lên nha con ơi. Để xuống. Rồi, cầm gì tới chiều đi nha. Không, để anh đi phụ mọi người, không đứng đó đi. Ủa? Để con phụ cậu. Ba người lo cái buồn, mình với Khương đỡ cái cây chuối. Để đây đi chút mình cột ha. Trời ơi, nặng thiệt luôn á. Nó ngã nè anh ơi, cứu em đi. Đi đâu hết trơn rồi? Anh Khoa. Chết. Để đầu ổng mông. Rồi. Để xuống okay, từ từ nha. Đốn cây chuối giống như đốn cái cây tràm hay cây củi gì đó. Nhà mình con trai khỏe mạnh đỡ ghê. Lên con. Lên. Buông ra một cái là xuống đầu hai đứa đó. Phải đang chấn đầu em thiệt nè. Rồi nè, từ đây tới chiều á mình ngồi thoát xô dưới bùn chuối rồi đi. Không có miếng nào nguy hiểm hết trơn á. Đem dừa đây. Ở dưới quê ba má chặt dừa là nằm võng coi không á chứ không có đứng vậy đâu. Rồi đang chặt cái hú cái bất ngờ chứ bà già. Ngon á. Ơi, ngọt không? Mẹ ơi. Nhìn cái dừa vậy mà ngọt ta. Ủa chứ nhìn cái dừa sao không ngọt? Ủa. Cái dừa mà đón được nữa. Ấy là con coi thường nó nãy giờ thấy ngọt quá. Anh đâu không á. Mới đây. Nói gì thấy con nó cây dừa. Đó hai em mình đó. Chứ gì nữa? Mà ổng đang ngậm cây dừa nữa. Rồi tôi chặt cho Lập đấy. Có ống hút không? Sống mũi em cào khó đút vuông. Vậy thôi, anh hút một cái lỗ mũi đi. Bây giờ vô mình chơi trò chơi nhỏ nhẹ. Go. Đi. Vuông hết cái vuông luôn á. Cầm theo luôn, Lưu ra. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sao làm gì anh? Chị ơi, dây. Chị ơi, dây. Chưa bao giờ. Giật cu hồn biết quen thì sao á. Xin tháng mấy. Đây nè, rằm tháng 7 còn chưa giật nữa. Mà xin tháng mấy mà. Ủa em xin rằm tháng 7 luôn hả? Nói. Anh rằm tháng 7 luôn. Mặc quần không được dùng tay. Vậy mình tụ cái quần này ra trước. Tụ ra trước sao quay hình. Ai hoàn thành trước chiến thắng. Thắng là có thưởng, thua là bị phạt. Bắt đầu. Không dùng tay nha. Không dùng tay mà có bấm thời gian không anh? Ai tới trước thắng. Sao mọi người nhẫn nhơ vậy ta? Em thích cái quần đó, hả là ngồi xuống Khoa. Em thích cái quần đó là cái mùi vàng của anh Khoa. Anh Khoa không dùng tay làm dùng miệng luôn kìa. Trời ơi là trời, em phải tháo cái dây này ra mới được. Sao nó không vô vậy? Trời ơi, cái này phải mặc một ống trước, ống kiểu mặc được. Hai ống một lúc được đâu. Thì đó, lên tới đầu gối thấy khỏe rồi đó. Anh nằm anh né quăng bên chứ anh. Rồi, đứng lên đi nào. Ừ, cái ống quần này. Cái ống quần này nó mềm quá anh ơi. Nó cái mềm thiệt sự luôn. Bỏ đi nhẹ quá ta. Tức quá. Ai về chót thì phạt nha, nói trước à. Mệt quá. Trời, em nhìn lên em thấy ông mặt trời không à? Ông có quần không? Cái này đó đi trải nghiệm đó. Cái này đi trải nghiệm mà. Mệt sao mà.
sao mà ống quần này ai siết chặt như vậy? Ê, sao mà lên cái lái này rồi? Cậu giữ con cỏ này được. Ơi. Em mặc vô rồi anh ơi. Trời ơi, phải chi đó là cái. Ơi, sao mà. Ôi là trời, nó còn quần ống bí nữa. Vậy được cậu. Rồi, hết giờ. Ai cao nhất là thắng. Đây, Khoa thắng nè. Rồi hai bà còn lại so nè. Khương với Lập vô. Ai cao hơn thắng. Rồi, Khương cao hơn. Lập là người thua cuộc. Tại em lùng á. Đáng lẽ là em xả được xuống tới đây mà ai ác với em ghê á, rút một cái nút nó sát nó cái dòng eo nhỏ xíu à. Cho nên là nãy em mới dùng răng em tháo cái nút này ra nè. Ê mà khoan, em mặc ngược quần này nè. Ngồi xếp hàng ngang nè, từng người một ha. Mình chơi ba lượt lận cho nên mình thua lượt đầu lượt sau cũng ok. Ngửa mặt ra nè. Rồi khi nào ăn được bánh thắng, không dùng tay. Bắt đầu. Nó sức kem chống nắng chi cho dính. Mình bớt đi bắn laser mặt lại hay là không có bắn. Tiêm cái gì trên mặt á, nó căng quá đúng không? Ủa khi nào ăn được thì thôi đúng không? Đúng rồi. Ủa? Cương này. Rồi mọi người coi em nè mọi người. Em cái mặt em chân chu dễ làm. Vô. Nó đau anh đang đau trên trán em vậy? Cái nhà bị chết với thằng kinh số 7, không có cảm nhận được cái bánh trên mặt em luôn á trời. Trời ơi, mở nó nọng nó cung kìa. Quá nó sợ luôn á. Cái nọng nó đắt đã ha. Thôi thất bại rồi. Rồi. Đó đây là Bình Lập. Em dễ bị nhức đầu lắm mà còn chơi cái trò này nữa. Nhẹ cái này đúng nhẹ rồi. Thôi, không cần phải mạnh. Không tiền đừng nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi, dùng cơ mặt. Đúng rồi, trời, cơ mặt Lập dữ vậy. Thôi. Rồi, ghê quá. Rồi, ghê quá. Lập ơi. Đu nè. Ai vô là xong luôn nha Lập. Lập ơi, ghê quá Lập ơi. Đó, đó. Đúng rồi, đã Lập, đúng rồi. Cái nồi của con Lập nó chảy dữ vậy. Sao mà nó vô con mắt mình luôn mà nó không xuống được. Đó, đó. Chiếc lưỡi thần kỳ đi, đúng rồi. Đó, móc. Lòi cái bánh vô. Những gì thuộc về của mình là của mình. Lấy cái móc vô. Trở về với mình. Nó mắc cười, từ từ. Từ gần xuống rồi, đúng rồi. Cái môi quyền lực đâu. Những chiếc môi không mua được nhau đâu. Đưa cái môi ra. Lấy cái môi hứng lại. Môi nào dày hứng lại. Rất là hồi hộp quá. Cái mỏ thiện lành kìa. Hạ xuống, đúng rồi. À, đúng vô, rồi, vô, vô, vô. Lấy vô, cái lưỡi, vô. Lấy cái lưỡi móc. Wow. Móc vô cái lỗ, kéo nó xuống, vô. Vô hang. Vô hang. Vô. Qua hầm. Qua hầm. Anh đừng có nói nữa, em có cười. Qua hầm, rồi. Yeah. Trời ơi. Cái bánh nó nóng rồi mà nó mềm luôn á anh. Nó mềm quá. Nhưng mà hồi nãy á, là cái lượt đầu tiên chơi bật quần là Khoa thắng. Là Khoa thắng. Lượt này là Lập thắng. Anh thua. Ơi. Thì lượt cuối cùng này Khương phải thắng không là Khương thắng. Thua. Mình phải thắng, phải thắng. Rồi cho Khương chơi cuối đi, cho Khoa chơi trước. Nằm xuống, nằm ngửa ra. Trời ơi, trải nghiệm hay là trả nghiệp. Sao? Nè, cái này để lên trán, ngồi dậy không được dùng tay. Ai còn nguyên thắng, ai rất là thua. Một ly này hơi khó. Anh có bị bệnh xương khớp không? Cái trò chơi này em nghĩ muốn chơi thắng là phải độn thái dương, độn chán rồi mới chơi được. Không đi lấy bằng ủi ủi cho nó thẳng chán lại. Anh, em thấy hình như là anh là MC nhà sản xuất đưa ra mấy cái game không khắc nghiệt vậy. Anh tự đẻ ra cái game nó khắc nghiệt với nghệ sĩ hay sao? Rồi, lên. Đó, giỏi nè, giỏi nè. Ai cơ bụng như là giỏi nè. Chết rồi, chết. Ê, rồi, chết rồi. Ê, ngửa, ngửa quá. Ê, ngửa quá. Ngửa quá. Bây giờ cân lại. Trời đất ơi. Cầm xuống, cầm xuống. Cái chiến này chơi bây giờ xong là về thoát gì với em luôn nè. Cầm xuống 2cc, cầm xuống 2cc. Đẩy cái hông ra. Đúng rồi. Tim tan mỡ. 10cc. Gồng vô cho em. Rồi bây giờ nè. Sao mà đứng được? Bây giờ hãy sử dụng hai cái khớp gối bị thái quá nè, bắt đầu đứng lên. Không quá khó, trừ khi tụi bay nói cho tụi. Đứng lên, đó. Đẩy cái hông bên kia, lệch qua khoảng chừng 20 độ thôi, hiểu không? Ừ. Hãy sử dụng cái tần số mà hồi xưa cho thầy cô dạy mình đó. Cái gì? Tần số được tính qua liên hệ chu kỳ, hiểu không? Hít te, hít le. Đứng lên, đứng lên. Rồi, vừa lên xong là chụp cái ly liền, chụp cái ly đi, chụp cái ly đi. Hai. Tiền đình. Rồi, đã Lập nè. Mấy đứa thông minh chơi trò này là xô nha. Chén dồ quá, chơi mới thắng. Ê, hay. Ê, chết bé ơi. Bắt ấn đi em ơi. Cái giọng được rung quá. Rung quá rồi. Trời. Hay quá vậy ta. Mở mắt ra nhìn đường nè. Ê. Đừng, 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 đừng phá. Rồi, thành công. Hay quá Lập ơi. Nó nghe nè, cho em chơi ngược, em nằm sắp được không? Cái chán của em nó mớp hay sao á, chơi không vô đâu.
chơi cái ót được. Đâu chơi ót sao? Chơi ót đi, tao chơi ót đó. Được. Trời ót mới khó đó. Rồi, nè. Tóc không bằng sao? Rồi xong thua. Nè. Tóc không bằng sao? Rồi xong thua. Thua. Là chơi chưa? Chơi rồi, thua rồi. Em đụng cái tay á, rồi em tự cầm tự thử nè. Thua, cái kèo này thua. Cái sống mũi cao quá. Ngửa ra, ngửa ra. Em bị mất cân bằng hay không sao? Không phải đâu, tại cái sống mũi của anh. Ra ngoài sau đấy cái ca bự này rồi để lên đầu em cho dễ chơi. Nè, ca bự có sẵn rồi. Đó luôn. Tại anh làm được cái này là cho thắng luôn, thắng toàn tập. Ừ. Chơi lên trên đầu đi. Đúng rồi. Đừng chơi trên chén, chơi trên đầu. Vậy đi. Trên đầu là ngồi thôi, ngồi thôi. Ngồi đi. Rồi tự cầm rồi. Đi. Chơi đầu ổn định thì buông tay ra. Vô lấy cái bàn ngồi không? Vô lấy cái bàn ngồi ủi cái đầu lên trên thẳng. Rồi cái đầu em nó gồ, thằng nhỏ té đầu đập đầu quá chứ giờ cái đầu nó gồ chơi không được cái trò chơi này. Hộp sọ bị méo á. Ừ, biết nhỏ lớn lên làm chơi game show nhiều là không để cái đầu sưng. Hay mình vô ăn cơm đi. Thôi 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 thôi. Chơi cái này mà đòi cái này xong là về đội mâm vàng mâm bạc luôn á chứ không phải đòi cái ly nước. Như vậy là Duy Khương hôm nay là người thất bại ha, thua ha. Quá thì kìa. Sẽ là người phục vụ cho những người còn lại. Trời ơi. Em có được ăn không anh? Phục vụ được nha. Ăn chứ. Được phục ăn chứ. Phục vụ cả ngày đấm bóp bách xa xong hơi. Đúng rồi. Rồi sai giặt vậy đó. Thôi bây giờ chúng ta sẽ vô nghỉ ngơi chút xíu sau đó mình nấu ăn ha. Khả năng là trời sắp mưa nha mọi người. Nếu mà trời mưa thì mình có trò chơi gì ngoài mưa không? Ở chuồng tắm mưa. Hả? Rồi sao lên hình? Che theo mấy cái icon đó, bông cúc che. Ô vuông, ô vuông mờ mờ. Sao giống trong bị bắt quá vậy? Không ở trong bị bắt trong trong mấy cái phim Nhật. Nói gì vậy? Thôi, đừng có điện nó khùng nữa, đi. Trời ơi, cái sau lưng của anh thấy ghê quá kìa anh Khoa ơi. Kệ đi, phía trước anh đẹp là được rồi. Ủa ghê lắm hả Lập? Vậy nó dơ hết nguyên cái lưng anh rồi. Đây là cái tai heo của dân mập nè mọi người. Cháu có bán ở địa điểm? Dạ, 108 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Hi, hello cậu Giang, hello nhà trọ Destiny. Khoa nhận được lời mời của chương trình mình đó là sẽ tham gia vào làm khách mời của nhà trọ Destiny. Và Khoa biết là chắc chắn 100% là đương nhiên là mình khi mà đi với cậu Trường Giang thì mình sẽ được ăn những món ăn rất là ngon. Do đó, ngày hôm nay Khoa cũng đã chuẩn bị một số món gọi là đặc sản của miền Tây Khoa để gửi tới nhà trọ Destiny cũng như là gửi tới cậu Giang. Mong là mọi người sẽ cùng Khoa thưởng thức. Tôi sẽ trộn với một số gia vị mới để tôi ăn kèm với rau sống. Đây là thịt ba chỉ, thật ra là 4 chỉ lận. Tôi sẽ rim với tôm. Còn đây là khoai sọ, hôm qua tôi mới xin được ở bên láng dài, tôi sẽ nấu canh tôm. Thật ra bình thường á, em mà bán cái lỗ tai heo cho khách á, là em sẽ khuyên là mấy anh chị về nhà mở răng liền giùm em đi. Tại vì biết làm sao không, chưa chắc mấy anh chị nấu ăn ngon. Mấy chị này mày đang chỗ tài, trộn này trộn kia. Nhưng riêng cậu á, thì tại vì ăn thử món ăn của cậu nấu rồi, ngon nên cho tự do. Muốn pha trộn gì đó trộn. Là mở ra ăn liền á, không cần phải nấu luôn. Không có nấu gì chứ em, mở ra là gấp ăn liền vậy đó. Là cái này nó còn sống không? Ăn lòng ở lỗ thì nó còn sống ăn liền. Nhưng mà ý là bây giờ người ta cũng hay ăn theo kiểu là sashimi đồ đó. Lạp ăn cộng không trước đi. Ngon đúng không? Ngon, chua chua ngọt ngọt. Này kẹt với đậu sống. Cái này mà có gạo găm bỏ vô không anh? Gạo găm. Gạo găm đó kìa, thấy không trước mặt đó. Hái nhà ra hái à. Ừ, lạp đi, hái gạo đi. Khương. Dạ. Ra cái chỗ hái chuối này á, bước mấy lá lốc. Trời ngon quá, thơm phức rồi mọi người. Thường những cái rau răm mà nó càng già thì cái mùi nó sẽ càng nồng. Cho nên là ngồi ở cái vị trí này á, là cái mùi rau răm nó thoang thoảng, nó sọc lên mũi liền. Tự nhiên mỗi lần nghe mùi rau găm cái thèm hụt vịt lộn á là sao? Đúng rồi, tới nó mình bị có phản xạ có điều kiện á. Tại vì mỗi lần ăn hụt vịt lộn cái ăn với rau găm. Đúng rồi. Cái rau găm này nó giúp cho chúng ta cân bằng lại cái phong thủy hàn và nhiệt ở trong người. Nói đúng không nha? Đúng. Anh ăn hụt vịt lộn á, trong cái hụt vịt lộn nó có tính hàn. Đúng rồi. Ăn nhiều quá anh sẽ bị nặng bụng, đau bụng, lạnh bụng. Nên là phải kèm rau găm hoặc là muối tiêu, chanh ớt vô để nó cân bằng cái phong thủy hàn nhiệt lại trong người. Trời ơi, thật ra rau răm là nó là một trong những cái nguyên liệu mà làm thuốc đó mọi người. Cái sau này là ông bà mình đem vào trong ẩm thực hết luôn để mình vừa ăn vừa tốt sức khỏe. Mà thật ra ăn rau răm quá nhiều cũng không tốt đâu nha. Vậy sao em hái dữ vậy? Có 3 con người ăn thôi, 4 con người ăn thôi à? 4 con người ăn nhiêu đây mà nhiều gì trời? Được rồi, được rồi. Tại vì anh còn phải trộn lắm nữa, anh phải băm nó ra, anh trộn lên. Anh Giang, anh coi cỏ này được chưa? Được rồi. Rửa quá chịu rồi. Ê Duy Khương còn ok không vậy? Anh Khương đâu rồi? Ủa đáng lẽ Duy Khương bị phạt là Duy Khương phải làm hết giùm mình chứ. Đúng rồi. Bây giờ hái sao chị? Bây giờ mình hái làm mẫu cho anh ta. Là hái cái lá không hả? Hái lá bự hả? Lá non là lá xanh tươi thôi chị, còn già là xanh đậm hả? À, chị hái thì phạm cho em nửa ký được không? Anh Khương ơi, hái 5-7 lá thôi, đừng hái hết cái bụi lá lốt của ta, 5-7 lá thôi. Ở trên thành phố là ăn
đâu có hái ra đâu, biết cây này ra là lá lốp đâu. Mà cũng ít ăn lá lốp nữa, tại người ta cuốn hết trơn rồi, mình cũng không được ăn cái lá nguyên nữa. Cái mình nhìn cái lá xanh mình cũng không biết nữa. Em sát nhuyễn quá vậy. Nhuyễn ra nó trộn chung, nó hòa tan được với cái thịt của anh, đúng không? Nhuyễn nó hòa tan với cái thùng của mình á. Em ăn thịt anh à? Cái thịt của anh bán. Sẵn này mọi người giải thích luôn đi, tại sao em 93 mà em kêu anh 94 bằng anh? Tại vì bản thân em là một người rất là kính ngữ. Anh gặp em, gặp bất kỳ ai em cũng kêu bằng anh hết. Mặc dù mình không biết là người ta lớn nhỏ như cái thế làm nào. Anh tưởng anh của em thiệt, cái anh kêu cho nên là rất luôn. Bây giờ rất là nhiều người nhỏ tuổi hơn em mà kêu bằng em. Đó, em điều đó chứng tỏ là sao? Em còn trẻ. Không, em tự quyển quạt thôi. Đây. Đây, lá lốp đã xong. Trời ơi, ta hái 5-7 lá là hái hết cái vườn của người ta. Ủa, 4 ngàn rồi mà anh. Gần nhiêu đây, tự nhiên hái lá. Ủa, anh hái cho các nhà chầu luôn hả? Cái này ta hái xong sáng người ta nêm trong canh đó mà. Ủa, em tưởng là cuốn để ăn chứ em quá. Ôi giời, giời ơi. Lấy cái thao rửa đi. Sao á, bao giờ mới trưởng thành được. Đây nữa nè, thêm một người kính ngữ với em nữa nè. 88. Nói cái gì vậy? Anh 88, em 90, nói gì nè, nè, nhà đang Trần Giang đi. Ảnh là sinh năm 98. Nó đi nó không gì vậy đó. Về quá. Cái lá lốt này có cắt không anh Giang? Cắt nhuyễn nhuyễn này bắt bỏ vô canh á. Cắt nhuyễn bỏ vô canh rồi, nhuyễn. Sao được không? Biết cầm dao không? Không. Giống như cái ngày trầu hồi xưa á trời. Ai rảnh xếp chén đũa đi chứ. Đi ra xếp chén dĩa, anh là người thua. Anh, cái này mình đem đi đâu ạ? Đem vô trong toilet. Không. Đem qua bàn bển luôn. Ê, rớt đổ bể. Bà, nhanh đây, nhanh đây, nhanh đây. Rớt á, rớt á, rớt á. Nhanh lên, bưng lên trển cho mọi người ăn. Không, cái này để anh Khương bưng. Khương đâu? Anh Khương gì ơi. Khương? Anh Khương. Vậy? Đây đi, đây đi nè. Chưa bỏ xuống nữa. Bỏ xuống đi. Trời đất ơi. Cô gì mà lâu dữ vậy? Mà còn hơn là hả, dĩ nhiên xíu quốc cơ quốc nghiệp. Nó đi 108 bước lên tới nhà bếp đây à, đưa đồ ăn, bưng một đống đồ luôn. Rồi bỏ xuống đi, rồi chạy nhanh liền. Mà em nữa đổ cái tô gỏi đi đó. 15 giây. Rồi. Nè nhưng mà không có đi bình thường. Để anh đầu đây. Trời đất. Trời ơi. Rồi đi ra ngoài đi. Em đâu có ra căng đâu mà hành xác anh vậy. Còn có gì nữa không? Đưa cái tay cầm gì nữa đi. Nè. Nè. Ngậm trái ớt vô. Trời ơi trời, có trái cây đâu mà đưa ngậm. Sao hết chưa? Để anh đầu đi thiệt kìa. Thiên Giang hỏi để vậy luôn. Ủa mà phải cầm vậy chi vậy? Cầm vậy sao? Để anh đầu, đúng rồi, để anh đầu. Anh Khương ơi, qua rót nước cho em nè. Sao nãy đứa đó không kêu? Không. Giờ mới khác. Qua đám giò cho anh coi. Tắt bếp đi, tắt bếp đi. Anh Khương ơi. Rồi, bưng cái nồi kia ra đi. Rồi xong vô đi bưng em tiếp. Em khác quá, qua rót nước liền cho em đi nè. Rồi, 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 rồi. Né nè, chạy té đổ ơi, nè. Em khác sắp chết rồi. Đã dặn rồi, đồ ăn đem qua đây phải đội trên đầu ăn mới ngon. Rồi đội cái nồi nước sôi trên đầu cho phỏng rồi lột da mình hay sao? Trời ơi, cẩn thận anh đổ ơi. Đổ một cái lột da. Rồi, rót nước luôn. Nè đây. Nè, uống nước đi, giờ cho doanh nghiệp Nguyễn Cư Trinh. Nguyễn Văn Cự. Ở đây dân mạo còn ở đây là tên Lâm. Với vòng đá phong thủy hiệu tên Lâm với chất đá hoàn toàn thiên nhiên kết hợp với những chiếc cao vô cùng độc. Ôi dạ. Đồ ăn. Vô. Dân mập mời Tinh Lâm. Trời ơi. Chạy còn hơn chạy bàn nữa đó. Nạt rồi, bắt đầu nạt rồi. Anh Khương ơi. Ôi. Mình có trái cây không anh? Chuẩn bị trái cây mình ăn trắng miệng luôn anh ơi. Có trái ớt với trái lựu đạn ăn thế nào? Trái cây đó ăn không? Anh Khương ơi. Em uống hết nước rồi, ra rót nước tiếp anh Khương ơi. Chị Khương. Rồi ra ăn cơm thôi. Chắc tôi cầm len cái nhà hàng này quá. Lại la lại la. Đây đây chén miệng nha, ăn cho hết chén miệng nha. Gì vậy? Ủa sao trình bày gì chán vậy? Rồi gót nước cho em, gót nước cho em nữa. Uống dữ vậy trời. Đây tôm rim thịt. Trời đất ơi. Tai heo trộn mắm cà đậu đủ để làm sẵn cái đây hai bữa rau sống. Còn tô canh nữa mà chưa chín, chưa mềm. Canh mình húp sau cũng được. Đúng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm ghế khoai mì. Ồ. Nóng 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 nha, nóng. Có một cái chuyện mà mọi người chưa biết là em là canh mì. Ở nhà là mì, mà chữ mì này là trong khoai mì luôn. Tại đó nhà em vừa đẻ em ra là trúng mùa khoai mì. Em muốn ăn khoai mì nữa. Anh hình như là hồi xưa gia đình khó khăn là cơm, độn khoai mì. Cơm, khoai, là khoai độn bắp, độn khoai lang, khoai mì, khoai môn. Nói chung có gì độn đó chứ gạo đâu có nhiều đâu mà ăn không. Nhưng mà sao giờ ở biệt phủ mà bắt em ăn cơm độn khoai mì? Không muốn ăn thì tao bới cơm không cho mày. Thôi mà. Ở nhà cao cửa rộng mình ăn cơm trái đi. Đó. Đây là cơm mì gòn á, ngon lắm. Khoai mì gòn ha. Khoai mì dẻo ghê. Nào mình thử trái sau khi cầu trộn đi. Đó, thử đi, trời trời. Ừ, da heo mà nó có lẫn một miếng thịt. Trời trời. Sắc lắm à. Kẹp miếng ớt vô. Còn miếng ớt. Đây, miếng ớt. Miếng gạo gàm. Không, bây giờ để Duy Khương ăn miếng ớt không, thì anh ăn miếng da heo không. Không biết ăn ớt à. Sợ á. Không. Ừ, ớt nhiều không? Ớt thơm mà. Ớt thơm ớt Trần Châu đó. Ngon nghe, ngon nghe. Ớt không ớt cay ha. Xé gì trong đây. Ngứa luôn á.
xong rồi chúng ta sẽ tắm. Mình tắm xong cái mình ngủ. Ngủ đâu? Ngủ trong phòng. À quên, nó thích bếp với lại cái chanh dây. Chanh dây á, làm qua chanh dây đi. Cho mũi nó thiêu. Anh thích chanh dây ghê. Mình trồng ở nhà được không? Được chứ. Em ở dưới nhà chung cư. Mấy chung cư bên Hào có đất. Bên Hào quá giàu rồi. Thôi anh ơi, nhà thuê anh thuê ở đậu mà anh ơi, đừng nói tháng thay một tháng bên Hào anh. Dựng hình thì mới đứa dựng nó chơi dữ được. Bên mà ở bên Hào nói mà không có lướt luôn nghe, nói cho mọi người cố tình nói nghe. Mà cái nết của ảnh đó là cứ 2-3 tháng anh đổi nhà một lần. Ủa, thế á? Anh gia kim sinh nó vui thôi. Người giờ sống hay sống hay cá tính. Sống là cuộc sống mình mới á, 2-3 tháng á, hết mình quý đổi nhà một lần cho vui. Nó vận. Ủa mà chỗ nào chịu ký hợp đồng với em vậy? Nó vận của đời em anh. Ba tháng biến chủ chịu không nổi, chủ đuổi. 3 tháng đổi nhà một lần đang thuê mặt bằng ngon lành, 3 tháng chủ bể nợ mặt bán nhà phải đổi anh. 3 tháng bể một lần. Nhưng mà ta đền cọc cho mình. Đền cọc mà để đổi nhà cực anh. Rồi rồi rồi. Có cọc là được rồi. Nghĩ tới chuyện dọn nhà thôi. Rồi mở rồi. À, sao nó giống ăn rau vậy? Rau ngon mà. Ăn mình ngon. Cái gì vậy? Canh. Bình thường là anh ăn có nửa chén cơm mà, nhưng mà bữa nay anh mạn phép đi. Lâu lâu mới đi quay ngày. Đi quay mấy cái thực tế. Chứ bình thường nó quay cái gì? Bình thường anh không có sống thực tế. Anh có làm mấy cái ảo ảo không không? Đúng rồi, anh sống trên mạng không à. Anh là mấy đứa trên mạng á. Cái đợt mà mấy cái nít ảo nó vô chửi em là anh hả? Anh á, anh lập lên á. Duyên Hương mỏ hổn. Nam hổn đàn hề đều là anh á. Năm nữ diễn viên hài là chửi này kia là chửi em là anh. Rồi, anh lại meme mấy cái đó hả? Đúng rồi. Anh cũng chịu cực ha, tạo nhiều trang ghê. Canh lên. Canh tụi em chưa bao giờ đâu. Khoai sọ nấu tôm nhưng mà mình nếm bằng lá lốt. Ngộ vậy ta. Trời ơi. Này là anh chưa ăn thiệt luôn á. Đó. Thấy không? Wow. Không vô mỡ nha. Không vô mỡ. Tại vì nó là tôm. Lát mùi húp này ngon lắm. Chứ giờ húp vô đó nó rụng răng đó nha. Nóng. Ủa răng sứ vậy em biết nóng không? Biết chứ. Trời. Lâu răng sứ mới dễ nóng á. Không. Răng sứ mà lấy tủy rồi á, mình sẽ cảm nhận nóng lạnh nó đỡ hơn răng bình thường. Răng bình thường mình có cái tủy ở trong á, mình sẽ cảm nhận được nhiệt độ nó mạnh hơn. Vậy sao có nhiều răng người ta ấy, người ta ê buốt gì đó. Do có lợi nữa con. Lợi nữa, do cái lợi nó bị mòn á. Đạo quá. Mòn quá. Mà không khí nó cũng mát mẻ nữa. Mà anh đói chưa? Mà anh đói rồi, rồi lắc gật đầu kìa. Mà anh đói quá rồi anh ơi. Ăn không anh? Lát có đồ ăn mà yên tâm. À lát anh đi ăn nhà hàng ăn. Ừ. Kiếm nhìn thôi chứ sang lắm. Ăn nhà hàng. Xíu chạy xuống Vũng Tàu ăn hải sản à? Ừ. Ủa đây gần Vũng Tàu không ta? Đây gần Hồ Tràm 10 phút. Hồi nhỏ em không biết ăn cái món cà pháo, bị mẹ bị chị dụ. Này là trứng cút. Trứng cút cứng. Gia đình kỳ quá. Trứng cút cứng. Đó giờ tụi mới nghe cụm từ nè. Đây là cái câu chuyện mà đến bây giờ em vẫn bị đau đáu là em bị mất nhận thức, gọi là khái niệm là ăn trái cây nuốt hộp và nhả hộp. Chị em nói là cái gì cũng nuốt được hết. Nuốt hết cho tao. Ăn tới trái giải là chị kêu nuốt được rồi. Thì đó đợt đó là nghẹn. Mắt trợn trắng luôn, là gia đình bắt chút ngược đánh. Đánh luôn lòng ngực, lòng phổi, đánh ói ra được cái hộp. Sau đó được cái chất sabu chê. Tao chị suối nữa. Tao thách mày nuốt. Thách đi, thách mày đã nuốt đi. Nuốt một cái, trợn lên luôn. Chất sabu chê nó đâm đào anh. Cái hộp nhọn đâm đào. Em không phải ngu dữ lắm em mới dám nuốt được cái hộp đó. Em không phải ngu rồi. Mà hai nhỏ, chị em cái tâm cơ cao lắm. Từ nhỏ là đã muốn chiếm gia tài rồi. Mà hai nhỏ là mẹ đi mướn nhà mắc gì chiếm gia tài của người ta. Mướn cái nhà mướn. Chiếm bà bị ngộ nhà mình tưởng nhà mình. Nãy giờ anh nói qua em không khen được cái món canh này luôn á. Cái món này rất là lạ. Lạ cái mùi à. Mùi khoai sọ thì nó không nhiều nha, nhưng mà cái mùi lá lốt á. Lá lốt và một cái mùi đặc trưng nữa là tiêu. Để tiêu nhiều nên là cái mùi tiêu nó sẽ nồng, nó rất là thơm. Và hầu như là những cái ngọt ở trong đây là ngọt của khoai, ngọt của tôm. Đúng rồi. Với anh em rất là ít. Không bỏ đường luôn. Ừ. Ngon từ khoai, ngọt từ tôm á. Ờ nhớ cha ba lắm cậu. Cậu vừa nói tiếng không bỏ đường là y như ba con vậy. Mỗi lần mà nấu món nào ăn thì ba không có nêm đường, không nêm bột ngọt á. Tính ra là chuyện phương tướng á bộ. Đâu. Vợ anh cực lắm á. Nghĩ cách để không phải ăn. À đúng rồi. Mẹ chồng nấu ăn ngon mà vợ cực kỳ giảm cân. Giống vợ ăn rất ít luôn. Tức à. Vợ ăn kỳ lắm, vợ ăn ăn mấy cái đồ ngoài đường, mấy cái đồ bột, đồ mập, đồ là xinh ăn. Vậy như em với bé Ly cũng vậy á. Nấu ăn ngon vậy đó mà ở ngoài thích mấy cái món là bột không à. Pizza, hamburger là ăn mừng như đặc sản. Đám mừng nhà ổng thiên vậy ha. Gia đình ngộ ha. Còn mà đồ ăn nhà nấu ăn ngon thì phải không bao giờ ăn đồ ăn món miền Tây không ăn, chỉ có ăn món Tây thôi. Nhưng mà em nấu ăn ngon không Hương? Em nấu ăn ngon. Tại vì em thích nấu ăn lắm, em đam mê em thật. Ăn ngon thì không phải là anh tưởng vậy. Mình nấu ngon nha. Lấy ngon này đúng không? Chứ không phải giống mấy đứa bán đồ trên mạng online được. Cứ nói đồ ăn em ngon xỉu. Mua về ăn uống xỉu thì tự. Không, đợt dịch mới đáng sợ. Đợt dịch ai cũng bán đồ ăn được luôn.
mọi người ăn thử đi, ngon xỉu. Ngon già xỉu thiệt luôn á. Vậy đó, đâu cãi được. Đâu cãi được. Rồi, bây giờ mình ăn xong mình vô mình tắm rửa nghỉ ngơi ha. Bây giờ sao? Bây giờ cái nhiệm vụ của người thua thì phải rửa chén. Cậu sẽ phụ Khương. Thôi. Không sao. Rồi hai đứa thì đi tắm. Giờ đáng lẽ là tụi con để mình dọn mà cậu dọn vậy sao? Đâu đừng đi, đừng ngưng ngưng ngưng. Đó, lấy cái mâm để vô. Đó. Ê bà bưng phụ tao đi lập, bưng hết nhiêu đây được. Hùng đó, giỏi đó. Anh bị phạt mà anh toàn nhờ người này người kia bưng không vậy? Giỏi đó, để em rửa chén, để em rửa chén, để em làm. Để em làm, để em làm. Thôi thôi, để em làm cho. Mọi người đừng có làm tổn phước em hết. Rồi, mấy cái này em chịu được, mấy cái này em chịu được. Rồi rửa đi nha, anh đi, anh đi. Rửa tay đi, anh đi ra đi nha. Anh đi ra, anh đi sắp xếp công chuyện nha. Rồi. Ở nhà là em đội 5-6 thau chén cỡ này không á. Đó không? Cha mẹ ở nhà đâu thấy cảnh này, nó là đi quay sung sướng đâu thấy cảnh này. Cái gì? Như là làm dâu chăm họ vậy đó. Đây nè, có cái có duyên tiền kiếp với cái nghề rửa chén. Ở nhà là xưa mê rửa chén, ai ăn là xin rửa chén. Giờ đi quay game show cũng dành cái vị trí rửa chén đó. Nhà ăn uống ba bốn mạng ăn, ăn thì ăn mạnh miệng lắm. Rửa có một mình là mạnh tay à. Đồng nghiệp đó. Anh gì? Đứng nó vậy? Nó đi nó cũng gì vậy? Em nói mà sau này mà em có tiền mà em mua được miếng đất 1/10 của anh thôi. Em xây hổm lắm, em xây cái bếp bằng nửa miếng đất. Còn như là em xây cái phòng ngủ không, không cho tiếp khách. Nhà có toilet hả? Không, đi ở ngoài công cộng nên em. Khách đi vô nhà là vô phòng khách là không có, là vô phòng bếp nói chuyện liền. Nhưng bếp anh ok không? Em thích bếp kiểu mà hoài niệm á. Hoài niệm. Kiểu mà xưa cũ đó. Mà cái bếp vậy là nó không gian nó rất là kiểu mà dễ thương nha. Miền Tây sinh thái rồi nha. Cái bếp mà làm sang trọng quá chán lắm. Như bao cái bếp khác vậy đó. Mà nói nghe là mai mốt mình mua bếp thì mình mua cho em mấy miếng rửa chén luôn. Okay. Chứ giờ mình rửa cái lưới không biết sạch không á. Sạch mà. Nhà mình có đồ tắm không hay là tắm bằng lưới luôn anh? Bậy, có vòi tắm, vòi sen rồi. Tưởng nhúng miếng lưới vô trong cái lưu. Bên phòng mình có tắm bồn nữa. Quan âm không? Thôi, cũng gió chết ra quay sáng ngày nắng không quan âm bồn đi á. Sơ hở là bóp rượu của em đó. Dạ thôi nha. Dạ, ủa vậy thôi hả? Cái cuộc hội ngộ ý nghĩa ha. Tắm chưa hay là đi vô mình đó mình nói chuyện cho đã được. Vô người ta chưa tắm là kẹt phà. Cái nhà là cực cỡ mà 75.000 hecta. Cái này là mà xe hơi cái trường đua chạy không hết. Ủa xong trong chén đó chưa? Xong rồi trời, tôi đội như cái núi vậy đó. Trời ơi. Ủa mấy có sạch không? Sạch. Ai trong đây vậy? Lão. Không tin. Tắm thiệt không? Mở cửa ra coi à. Tắm sao? Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một nơi để chúng ta gọi là giải trí. Ủa là sáng giờ là không có giải trí hả anh? Sáng giờ là lao động chân tay mà. Hồi đó em đi cái xe giường nằm cũng ngồi ghế cuối, em nhớ một câu chuyện. Cái thói quen là ngủ là phải có gối ôm, ôm gối ôm rất quen. Bậy ơi. Bắt đầu ngủ nửa đêm ôm cô. Mà em là cái tật ngủ là hay chà 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 vậy nè. Trời ơi, cô chà tưởng em biến thái đó Khương. Bên là ơi, tụi em đang giao một trăm mẫu bên phòng tới nhà anh coi nè. Ủa là anh ta đang bắt máy hay là ai bắt máy vậy? Ủa sao anh ta không nói chuyện mặt trường được vậy? Chào gì mà khó quá. Quá ức chế. Ủa mình đi chơi hay là mình đi hành xác? Sao? Mình đi trải nghiệm.